quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về lý do trả hồ sơ, ông Phạm Ngọc Duy là chánh văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ là để yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ 3 nội dung trong vụ án. Thứ nhất, đối với yêu cầu bồi thường của một số cá nhân trong vụ án, hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ chứng cứ, vì vậy cần thu thập thêm chứng cứ. Nếu không có chứng cứ bổ sung, tòa án sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Thứ hai, trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tại nhà riêng và một số địa điểm tại công ty cổ phần Đại Nam đều có sự xuất hiện của ông Huỳnh Uy Dũng. Trong những lần này, ông Dũng ngồi cùng bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án. Theo Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dù đơn tố cáo của 10 người trong vụ án không đề cập đến ông Huỳnh Uy Dũng, nhưng cần phải làm rõ để giải quyết vụ án toàn diện khách quan. Thứ ba, theo Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, thì căn cứ vào đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đặng Thị Hàn Ni, còn có nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng bịa đặt, thông tin sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân. Vì vậy, theo Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, liệu hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội làm nhục người khác hoặc vu khống theo quy định của Bộ luật Hình sự hay không, cũng cần được cơ quan cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Cáo trạng xác định, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân. Các cá nhân này gồm có ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, là ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni còn được biết đến là nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là ông Lê Công Vinh. Ông Nguyễn Đức Hiển là phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, bà Trương Việt Hà. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân này. Ngoài ra, ba bị can là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với những cá nhân vừa nêu, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của bị can Nguyễn Phương Hằng nên đã liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can này. Ngoài ra, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bị can Nguyễn Phương Hằng mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia vào buổi livestream. Khi bị can Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì bị can Đặng Anh Quân tương tác phát ngôn về những nội dung liên quan. Theo cơ quan điều tra, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bị can Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, hành vi của 4 bị can này là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, ngày 17 tháng 5 năm 2023, bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho mình, gồm luật sư Hà Ngọc Tuyền, luật sư Đỗ Hải Bình, luật sư Phạm Danh Tính, luật sư Hoàng Thị Hoài Thơ, luật sư Trần Thị Phú, luật sư Đặng Hoài Vũ, luật sư Nguyễn Đình Kim và luật sư Nguyễn Trung Chánh. Hiện luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng là luật sư Hồ Nguyên Lễ. Những diễn biến mới liên quan đến vụ án này sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.